có ẩm nước lên quá nước lên. Ôi trời ơi trời chết rồi. Dạ học cái giò mọi người ơi, cái này xong chỗ nào có đất ở nhà bước vô nhà học luôn. Cái này hy vọng dính cá nha mọi người. Mọi người dính rồi rồi rồi, dính rồi dính rồi, giữ rồi giữ rồi giữ rồi, vô chưa rồi. Xem này ha, đó, cá này cá là cái gì nha. Ôi trời trời, trơn dữ vậy. Ôi. Ôi trời. Nè nè cá này ha. Cá bành bành ha. Không có rồi. Ngon. Đây nè. Chín ngon lắm mọi người ơi. Hai Bụng Ngót chào buổi sáng tất cả các bạn và mọi người nha. Do là hôm gài Hai Bụng Ngót đi gặp mưa mọi người, giờ mưa tôi làm về cái bị bệnh, video thì ra cũng khá là chậm nha mọi người. Mua thuốc uống, mua thuốc uống á, hôm gài sức khỏe kém bệnh lại mua tô cháo rồi đi húp nha mọi người. Cháo cháo lòng cháo huyết mọi người. Thì hôm nay Hai Bụng Ngót quay cái video này là Hai Bụng Ngót sẽ đi thăm cái luồng đời nha mọi người. Thì cách phù hợp thì Hai Bụng Ngót có mua một chục cái lờ mới để Hai Bụng Ngót đặt cái cốc ở trên kia, cái ở đồn chốt giao thông với mớ lờ cũ ở đây cho 9 cái 10 cái mà Hai Bụng Ngót đem về, nó bị cách đem về 2 cái còn 8 cái. Cái mà hổm thì dính được hai con lươn, con lươn kia cũng gần nửa ký với con lươn nhỏ nọ thì nó cũng nhỏ, nó không có to. Thì hôm nay thì Hai Bụng Ngót sẽ cố gắng đi thăm, mặc dù Hai Bụng Ngót cũng sức khỏe cũng khá kém, hôm nay cũng gần tuần lễ là chưa có thăm. Hiện tại giờ mùa này là mùa nước lên nha mọi người, mùa nước lên khá là cao. Sáng sớm đi ra thăm thì có thể là sẽ nước lên cao, rất cao. Giờ thì chung là không có mưa gì đó, sáng hôm nay là không có mưa, nó cũng trời thời tiết nó cũng khá tốt. Không gài mưa quá trời mưa thăm không có được. Hôm nay cũng chỉ thăm mấy cái đùng lờ quay video cho mọi người xem nha. Thì Hai Bụng Ngót hy vọng là chỉ dính lưu hay là khá to hay là rắn đồ nghe mọi người, để quay video cho mọi người xem, mọi người thấy đỡ nhàm chán nha mọi người. Hai Bụng Ngót quên á, Hai Bụng Ngót cũng có mua mấy cái túi nha mọi người. Túi này là túi dành để dành đựng rắn nha mọi người, rắn lươn cá to đồ mọi người. Đây. Mũi cắn. Qua chạy đi mua nè thấy không? Túi này dạng đựng rắn cá lươn to đồ đó mọi người. Thế Hai Bụng Ngót thường thường là đựng vô cái túi xách theo mà. Cái sách này mà đựng cá rô với cá sặc đồ thì được, còn như mà đựng rắn đồ là lươn đồ là nó nhảy ra ngoài chơi, không ra ngoài chơi. Cho nên là em mới quyết định là mua cái túi lớn này đi để dành đựng cá cho nó tiện nha mọi người. Rồi để Hai Bụng Ngót hút miếng cháo cho mọi người. Rồi bây giờ Hai Bụng Ngót sẽ mời mọi người đi theo chân Hai Bụng Ngót xem mà Hai Bụng Ngót thăm cái luồng lờ nha mọi người. 18 cái, 18 cái lợn. Bây giờ Hai Bụng Ngót sẽ ăn cái tô cháo này để lấy sức để lên đường hôm nay đi săn nha mọi người. Cháo cháo huyết, cháo lọc, như uống uống lần thuốc nãy ngày uống uống lần, còn lần để chiều uống. Rồi Hai Bụng Ngót xin mời các bạn và mọi người xem tiếp video của Hai Bụng Ngót. Hai Bụng Ngót sẽ dắt mọi người vào đây thăm hai cái lợn đầu tiên của Hai Bụng Ngót nha. Đây thấy nó rồi, thấy nó đi xem coi có dính con gì không. Ủ ốc về da bé về khá to nha mọi người, ốc cho bá lửa luôn. Có dính cá mắm gì không? Ừ cái sạc, cái sạc chừng 3-4 con cá sạch với ốc bu cũng mấy con nữa nha mọi người. Để mép đầy cái này, mép đầy nữa.
bên đây không qua bên kia luôn. Ồ, gì không? Trời ơi, ốc, tưởng nó con gì không à? Ốc đang xì chứ, tưởng nó con gì không? Trời quá trời ốc, mọi người ơi, còn là ốc xong. Cái lời của đây mọi người, lời gốc có cái lời đó, đó hộp dính luôn à, luôn có nửa ký luôn á mọi người, cái này nè mọi người, cái ham ngó đặt lại cái lợn mới, sợ dở ụ, để cái lợn này tương lai nó cũng khá tốt, cho nên là ham ngó không có bỏ, đặt lại luôn, rồi học rồi mọi người, hổm dính bây giờ hết dính rồi, coi có rượu gách không, có gách rồi nè mọi người, cái gách nhỏ không có to. Rồi thăm cái lợn đây nha mọi người. Tổ ong cái đó, người thấy không? Tổ ong hà ngót cốt hỏng cái hà ngót cho mọi người xem cái tổ ong. Có ông nghe ông, ông này nó nở ra trò trò nhóc chân kìa, trời nó nở ra nhiều lắm mọi người ơi, không dám lại gần, nó lại gần nó sợ nó chích, chút hổm là hàng ngót đốt bờ dưới mé mương nữa đó mọi người, bây giờ hàng ngót dời nó lên trên đây mọi người thấy không, người mạng lại lần cho quay cho mọi người xem luôn. Là dính rắn cấp cửa là trước lâu rồi. Cũng không có cuốn luôn, để đại luôn, đặt luôn. Hay con cá phóng lên đó, nó dướng đó đó mọi người. Chắc chắc không dính con gì nữa rồi, thấy im ru rồi. Mùa nước lên bây giờ, nước giờ nó cũng khá là giảm rồi mọi người ơi. Cá mắm gì đâu ta, cũng cá nhiều chứ, có con cá mà nó dướt nó chết queo rồi. Còn cái này nó là cái thứ năm nha mọi người, mà qua với cái tút kia đó, cái này hổm dính con lươn cũng nhỏ không có to, giờ vô chưa coi thử cái gì đó. Thấy đi em ru với nhầm khi dở lên lươn dính lươn, mà cái này không biết có gì không, không biết chút cái đầu quá vậy. Một rồi mọi người ơi, hết dính rồi mọi người ơi, thất bại. Ừ, hàm ngót đó, mọi người, hàm ngót xây xung quanh coi lên gắt đó, mọi người nhìn cái lỗ gắt rồi mọi người thấy không nè. Ừ, cái lỗ gắt của nè, trời cái này quá khủng khiếp luôn rồi là mọi người coi nè, gắt cái này là con gì lắm rồi nè, mọi người làm gắt cái này, cái này cái này chắc muốn về quá sửa lại cái gì đặt cặp nữa mà gắt cỡ này. Sẽ vào đây thăm hai cái nữa nha mọi người, cái có phụ kiện cái nữa. Này làm như ta cái chút cỏ gì ta, hổm nó còn xanh lắm, bây giờ thấy nó dần khè hết rồi, kìa đặt gốc đó kìa, nhúc nhích nhích đó, mà biết cua hay là con gì hết. Cái này mọi người thấy âm tùm ha, này ráng đặt rắn là im lắm, nhưng mà hiện tại giờ chuột kiếm khó kiếm quá, cho nên là không có đặt rắn được, chỉ mà đặt lờ. Trời ơi, cua, ốc, cách lỗ chà bá luôn nè trời. Ôi cái này bị sảy nữa rồi, đi con gì nữa rồi nè, cách nè, trời ơi, nhâm rồi nè. Lờ này dở quá. Này cua xé gì trời. Nè, toàn là gắt xong rồi. Cuốn luôn về giá lại cho mọi người. Là hết ra cái luồng là cũ nha, thì kiếm đường vô khác được. Còn 10 cái là mới là khúc tút kia luôn á, khúc chạy mút kia lại là xanh đèn đỏ kia luôn. Ngắm đâu ta, đặt đâu quên kia rồi đó,
Ui trời. Ừ, đây nè. Ngã nghiêng ngã ngửa. Chắc không biết dính gì không biết nữa. Hay là nó có khác lỗ cách nó đi ra đó rồi. Này thấy là tôi hối hối rồi mọi người. Im lắm mà không biết có cái gì vô đâu. Rồi cái sạch. Cái sạch cái rô. Ô cái chàm, mọi người thấy cái chàm không mọi người? Có thể cái chàm này thấy không? Ô cái chàm nó to. Nó bị đốt cái gì đó, đốt gà ngã gãy mọi người. Quá trời cái chàm. Chàm này cái chàm lâu năm lắm rồi nè. Lâu năm rồi. Quá trời cái chàm. Ôi chàm bự. Để ra đây xem coi có được cái gì không nha mọi người. Thấy cái mương này là văn lưới có á. Rồi có người văn lưới đó kìa. Mới vừa nói với kia là có người văn lưới liền. Này văn lưới đó ta. Đó là nó quăng nó ra lưới xuống. Nó có ra lưới đó mọi người. Đây thăm rờ cái đây. Rờ chỗ đâu? Ừ. Chỗ đâu rồi nó bị trúng lấy cái gì vậy chứ. Không có dính gì không? Bây giờ mọi người vô con lương vậy ha. Lương cá rồi không? Trời ơi sao không có dính gì hết như vậy? Cũng chắc rồi mọi người ơi. Rồi con cái rô với con cái sạc. Rồi thử dính cái gì không nha mọi người. Trời ơi cái gì vậy? Ủa dính cá lóc con mọi người ơi nè. Dính cá lóc con nhỏ. Dính hai con. Hai cái lóc con nhỏ. Mọi người thấy không nè. Hai cái lóc con nhỏ. À mình có thấy ở đây có một cái tài lưới mọi người. Lưới của hai gia dân mà để nè mọi người. Dân là đó đó, cái này dân hay gì sao có khúc khúc vậy. Tốt kia cũng có khúc nữa. Cái này bộ nó đứt lưới rồi nó bỏ hay gì. Có gì không mà sao nó có gì vậy. Trời lưới gì có chút xíu vậy trời. Câu nè, chấm bỏ nè. Cá ục. Cái này ra lưới có là để coi thế. Dân đoạn ngắn bỏ trời. Cái bắp. Có dính cái gì đâu mà người ta nó bỏ ha. Ủ lưới quá ha. Đủ trời. Ở xuống cái khu vực này đó. Khu vực này bên đây đặt bên đây 7 cái. Và bên lộ bên kia thêm 5 cái nữa. Ủa bên kia thêm 3 cái nữa chứ vậy. Đó, đó là này là mới nha mọi người. Để coi dính cái gì không. Là này là mới. 10 cái mới của hai bọn ngót. Mới mua sắm được. Ê con gì không cầm không chạy. Dạng là người ta đặt này rất là phổ biến nha mọi người. Là này nè. Ta đặt rất là phổ biến luôn. Ôi, dữ rồi. Cái này là im rồi đó nghe, lần này là thấy con im ta. Ủa cái sạch, dữ à. Quậy dữ ta nè, không có cá lớn nhưng mà cái sạch. Con bành nào, bành không nghe mọi người. Nè, con nào nấy bành không à. Ngon này nha, cá đầu tiên nha mọi người. Cá đầu tiên của luôn là mới nha. Bây giờ hai ngóc bắt ra, chừa lại cỡ con hai con nhỏ nhỏ để dụ rắn cá bình lớn nha mọi người. Đây cũng có chục con á, nè. Khá cao nha mọi người. Thành cái lờ nha mọi người. Úi trời ơi trời. Nước lên quá nước lên. Úi trời ơi trời. Chết rồi. Dạ. Hụt cái giò mọi người ơi. Cái này xong rồi. Chỗ nào có đất ở nhà bước vô nhà hụt luôn. Xịt hết trơn rồi. Xịt quá xịt. Bệnh mà té cái này chắc chết. Đây gặp tới lờ rồi nha mọi người. Té chuyện này dính gì da té nữa dò vậy ta. Ô cái cạch dữ à. Ô
Rồi. Rồi trời, con này nó sặc con nè. Rồi quá trời rồi mọi người, không chung là không còn chỗ nào để chê luôn nha mọi người. Này cũng nhận nước này, mưa này thúi cũng nhận. Còn kia ba cái nữa. Đây hai nãy hai đang cái, đang cái là hai cái đó mà. Nó sặc con này trời. 200 gram nó ít gì rồi nè. Chai che nó bớt rồi. Mình nhìn thấy không mọi người coi nè. Đó nó sặc đó thấy không? Trời. Cá kiểu này mà sao mà từ bỏ được. Cái này nè. Đổ ra hết, bắt chừa lại con hai con để làm mồi tiếp. Để hai mắt bạo lên cho mọi người xem nó đã quá vậy trời. Chai này nằm trong khác thôi. Lấy cái chai vậy. Mọi người. Cá bụng cá luôn nè. Cái bụng cá nha. Cái bụng cá nha trời ơi. Đổ qua cho mọi người xem nha các bạn. Quá trời cá luôn. Này đổ ra luôn chứ bắt được con ra lâu lắm. Nè, quá trời cá. Vào con đường ở trong đây thăm ba cái nữa nha mọi người. Đây là cái chốt giao thông. Đây là chủ nhật nó nghỉ làm việc rồi mọi người. Trời cho nó kìa. Ui trời ơi. Cái gì hoài vậy? Mang ghép theo á, ra nó trơn đó mọi người. Không mang ghép thì đập miệng ốc, miệng ốc, đập rai thì nó rất là đau. Cho nên là cố gắng nước lên quá ta. Cái này hy vọng dính cá nha mọi người. Rồi dính rồi. Rồi dính rồi, giữ rồi. Còn cái này không thui cái nãy nha mọi người. Này cũng cá khá là nhiều nha mọi người, cá bành bành không à. Đó. Rồi im với ta. Này con nhãn mưa này nhãn im quá ta. Em cho đổ ra luôn. Để sửa đặt lại cho mọi người. Con nhãn lờ này con nhãn nhảy ghê thiệt chứ. Hàm ngót lúc trước đâu có biết đâu mà mua cái lờ dạng khung bằng sắt á. Đạp cũng được đó, nhưng mà nó không nó để bằng cái lờ này. Lờ này là mình đem mình vô lục bình mình giấu đồ ha là nó gọn. Với lại lờ này người ta mua người ta đặt rất là nhiều. Ta làm ở nhà nữa. Rất là nhiều nha mọi người. Kính đâu cái này. Để đẹp lên thử. Nằm ở đâu ta. Cái này hay gì nè. Lồi hôm lồi lên trên trơn. Trời ơi dính gì đâu à. Phí quá ta, uổng quá ta. Đặt đây không dính phải rồi thật. Xích rồi đó. Dời ra đó đặt nha mọi người. Hai ngón cũng mới vừa đặt xong đây. Cái này nó khá là im nha mọi người nè. Cái đó cái bọng nó xả nước dơ. Im mà không dính. Cạn quá cho nó cạn quá ra đây. Giờ ra đây. Hy vọng là dính nha mọi người. Đây là đây thăm cái góc chỗ này nha mọi người. Đó góc đó. Chỗ này hai ngón thấy cái dũng cái mương cái này nè động cái này thấy cũng được á. Cho nên là hai ngón quất tay cái không còn sao. Đặt chỗ đó cũng cá cạn ra cua không sâu mấy. Đây chỗ này ốc bu hay gì mọi người, giống nuôi ốc bu vậy. Ốc bu nè, ốc bu con nè. Rồi thăm lờ cái coi sao. Trời ơi trời ơi cái gì vậy, rồi giữ rồi nó vung lờ cái nào mọi người nè. Trời ơi quá có sặc rồi mọi người ơi. Nè trời nè, trời ơi trời, thấy ham không cái nè, dở luôn cái nó vung lờ cái nào mọi người. Trời ơi, trời cái này nó sặc lên thì chạy nè, nó ra tung ra gắt cái lưới luôn. Cái này là dạng cái này lờ này là tốt nè. Thành ra là cái lưới này nó dày, cái lưới hôm nó dày, còn cái mấy cái lờ cung sắt á mọi người. Cái lưới này nó rất là mềm, nó dễ bị gắp lắm. Cái này nó tốt hơn cái loại kia. Nè, nó dính vô nó chết rồi ha. Để mà để lâu nữa là dính nữa mọi người.
Má nhìn hai ngón nhìn thấy đã quá trời đã luôn mọi người ơi, coi nè. Cá quá trời cá luôn. Rồi gỡ hai cây thì ra đổ cá ra luôn chứ. Nó tiến hành vào khu trong đây thăm hai cái nha mọi người, hai cái nữa. Trời chiến cũng chiến mưa rồi nha mọi người. Cạch chốt giao thông mà mấy bên đây bên kia thăm rồi, bên đây còn bên đây. Đặt ở đâu ta? Nước lên. Chai bọc ly rồi nó quăng tùm lum nó chứ. Cái này mà không ăn dép cá là đi không dám đi vô luôn á. Đặt ở trong đây. Trong đây. Ủa cái nấm này nấm gì mọi người biết không? Đố mọi người nè. Đâu ta? Rồi thấy cái lợn rồi. Kìa, yeah, chặt, nó chặt. Chặt banh chảnh trên trời. Chặt nó chặt mà ba cái này nó phá nó chặt nè, mà biết lời mình biết ảnh hưởng không biết nó. Nó có xé lời mình không trời. Nhìn mọi người. Người ta chặt banh chảnh trên nè. Chặt người ta phá ba cái hạnh nè mọi người. Hóc nhấp kìa. Rồi dính cá nữa, cái sạch mà chứ cái cá lớn với cái sạch. Vô chưa? Rồi. Trời. Rồi nè, dữ hơn nãy nữa thì nó ốc luôn nè trời. Rồi. Quá rồi mọi người ơi, thăm mà dời xích đâu kia chứ để đây. Tao biết nè mọi người. Cái này cũng không thua gì mấy cái nãy nha mọi người. Nè trời. Nặng lợ luôn, nặng tay luôn. Qua bếp đây thăm cái móng tay nữa coi. Biết gì không? Rồi, cái sạch nữa rồi, giật lờ nữa rồi mọi người ơi. Người này cũng kinh luôn rồi nè, thấy không nè. Nè. Thôi, sạch. Sạch đóng cái sạch luôn. Tích thần đó chứ. Hai cái mọi người có cái sạch khủng khiếp luôn mọi người nè. Sạch khủng khiếp cái sạch. Quá trời cái sạch. Đổ ra. Và một cái trong đây nha mọi người. Giờ mới qua lộ, mới băng qua lộ xong mệt quá. Còn đây ba cái nữa đây, hai đèn cái đó đó cuốn đó hai cái nữa. Cũng khá nhiều cá ốc luôn rồi. Kiếm chỗ nào để đây đi. Để đây rồi đội vô chút kia. Lội vô đó. Lội sâu. Cái này có dính gì không đây sao? Cá sạch. Thấy cái sạch rồi đó. Sạch lòi ra nè mọi người. Cái này ngon chẳng lớn đó. Rồi. Cũng có đấm nữa nha mọi người. Đây nè. Ui. Sạch cái đấm nữa hả. Nè là bội thu cá sạch luôn rồi. Rồi nè. Lâu lâu từng thăm lần nữa nè mọi người thấy không. Cá đó có cái sạch là dầu dào luôn, chàng chè dầu dào luôn. Quá trời cái sạch. Bây giờ phải nộm lên đổ ra nha. Còn hai cái nữa, hai cái đó với đó nữa, gán cố gắng thăm nữa xong. Mùa sáng cũng mới ăn ăn được tô cháo mọi người, cho nên là đỡ đói. Cá cũng cá bụng nha mọi người. Cá cũng cá bụng cá. Cá sạch con nào nấy bành bành không à. Không có nhỏ. Chỉ đến hàm ngót vào một cái đường ở trong đây nha mọi người. Thăm thăm cái lờ, hai cái lờ cuối. Nhà cá. Nhà đó dạng nhà ở trong vườn mọi người. Mọi người thấy không?
cái này quay video đẹp hết cho mọi người. Mỗi con đường mòn đặt ở trong đó đó, được coi thử còn là không chờ hay là ai lấy ở còn là có dính được gì không đây. Dạ, đừng giữ vậy. Trời ơi. Ủa cá sao? Quá rồi mọi người ơi. Nè. Quá hôm nay quá trời cái sạch này. Thổi ra luôn. Nó dướng lên trời. Qua ngồi đây đổ ra được. Có mới gì lụm miếng cá này, mình thấy con cá này có gì mọi người nè. Nè đó, mọi người xem nè ha, đó, cá này cá là cái gì nha, cá lóc mít đó nghe mọi người nè, bỏ vô luôn nha mọi người. Nè mới vừa lựa mình nhìn thấy ngóc bơ, mọi người thấy ngóc bu vàng không, nó bự khủng khiếp luôn nè mọi người. Trong đó một cái vô đó nha mọi người đó. Giờ cái lội vòng vô đó xem coi dính còn gì không nha, khéo để té. Ôi trời trời, trơn dữ vậy. Ôi ôi trời, trơn. Bỏ dép ra luôn nha mọi người. Mọi người thấy cái này gì không? Này cái bội gà mọi người. Để người ta bỏ gà đá vô, người ta đi đá mọi người. Cái này giấu mọi người lắm, có người đi quá đâu. Rồi trời nè, tụi nó ai lấy nè chứ trời nè mọi người. Tụi nó ai lấy nó tiêu cái lợn của hai một góc rồi. Cái này không dính cái gì luôn trời, cái này không dính cái gì luôn. Cái này mọi người, cho mọi người xem cái cảnh này nha mọi người ha. Đây cũng khá là cao, chỗ đó là một cái vườn táo mọi người, mà người ta không có xịt thuốc sâu, người ta bỏ giống như là bỏ hoang mọi người, trái quá trời trái luôn mọi người. Để hai con mắt vào rồi quay video cho mọi người xem nhé. Người thấy trái mọi người, trái quá trời trái, trái đây là cái đấy bành 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 không mọi người thấy không? Cái bên kia, cái bên kia trái chín dữ nữa kìa mọi người, ai dọn lên chín rồi đó kìa, cho một về chín, một về cho chín này cặp xong mọi người. Rồi rồi mọi người thấy trái cá này, bành bành thôi. Cho mọi người xem cái cảnh trái rồi kìa mọi người, rồi bọc cái bọc bạc trái rồi mọi người, trái thấy ham mọi người. Trái quá trời trái luôn, trái này cái trái gì nè, mình biết cái dòi không biết nữa. Không có dòi ngon, hai mấy trái cho mọi người xem nè, ngọt có mọi người ơi, ngay quá. Đây nè, chín ngon lắm mọi người ơi, sâu xia gì nó cũng không có xịt thuốc cái gì vậy. Quá trời trái này hổm nó hổm mà hổm đói á mọi người. Em đói cái chị đặt lờ đặt mà 20 cái lờ đói quá cái lũi ra quýt bị bé trái này. Quay cho mọi người xem ở dưới chân cầu nghe mọi người, cỏ mọi người thấy cỏ
nhưng mà với mệt nha mọi người, mình thấy được túi nha mọi người, chắc là cái đấy nha mọi người ha. Cái này là mưa nó tính rửa sạch rồi, nhưng mà thôi mưa nó hổm gà đi rửa sạch rồi, thôi khỏi đi rửa, quất tại chỗ luôn nha mọi người, mời mọi người luôn nha. Không có sâu, ngọt lắm, ngon trái trà bá luôn. Hai cả túi nha mọi người. Thôi giờ chạy xe về nha mọi người, cũng khá là xa nhà, khá là xa nhà với trời chỉ mưa nha mọi người, chỉ mưa nó hôi rồi, tranh thủ về ngang ngồi về dưới mấy sông nha mọi người, tập mấy sông xe. Hai con ngốc chào mọi người nha. Hai con ngốc hiện tại cũng đã chạy xe về tới nhà rồi nha mọi người, đang vô những cái vườn của bờ, của cái bờ mình, bà mình nha mọi người, thì về ăn đổ miếng cá này cho mọi người xem nè. Sao lại đổ ra cho mọi người xem, ngộ lắm, đem theo cái túi lưới theo á thì không dính cá dính rắn dính lươn to, nhưng mà đem theo không dính, nhưng mà lại không đem thì nó lại dính, ngộ nó vậy đó mọi người. À, dính được con cá lóc mít nữa. Đổ ra cho mọi người xem hết luôn, cá nhiều lắm nha mọi người, đây là cá ốc là bội thu nữa. Ủa, vậy nghe vậy đâu rồi, rồi ra hết rồi. Người này mà thấy mọi người quá trời cá luôn nha mọi người, pin mình sẽ ôi nhảy ra nữa rồi đây. Nhân vật đặc biệt hôm nay, cá lóc mít nha mọi người nè. Hồi nhỏ cha mình giăng lưới thì ưa bắt được cái con ngà cá này lắm nha mọi người nè. Cá này cá lóc mít mọi người, thì hiện tại vậy nó phì cái bụng ra, lúc mà nó chưa phì là mình lắc lắc gì đó mọi người, là nó phì cái đã đó, lắc gì là nó phì cái lá luôn mọi người. Cái này là cá với ốc là hơi bị nhiều đó, không phải ít đâu, để đổ nước bớt ra nha mọi người, rồi đổ nước bớt ra. Cá nè trời, quá vậy nhảy quá, vô cá lắm như đây nè mọi người, cho mọi người xem thấy dê ê chề luôn không mọi người, ốc ốc đâu bao nhiêu ra ốc có mấy con à, còn như là cá nè, này là mặn, là biến mặn luôn nha mọi người, này làm phơi khô đồ nha mọi người, chứ ăn lần một ăn không nổi đâu. Đây được cá lóc tầm chục con, nhưng mà đây con nãy thấy đựng con ở đâu ta, nãy hai nó qua thấy bắt được hai con nè, còn con đó rồi, rồi đây nè, đây hai cá nè, vậy cá vậy có ướt ra ga luôn. Cái sạch này nó hơi vàng đây nè em người, hôm nay là ê chề cá sạch luôn nha mọi người. Sạch đi hôm nay là ê chề luôn, như một thao luôn, cá sạch luôn, quá trời cá sạch luôn. Cái này về làm khô mọi người, chẻ rồi cái chẻ xong cái ớt với dầu mì, hay là ớt với nước dầu mình tự làm cũng được, hoặc là đi ra chợ mua cũng được, rồi cái sỏ vô cái dây chì ấy, sỏ nguyên sâu nè, cái phơi để ăn nha mọi người, chứ giờ cái này mà ăn bằng một ăn chiên ăn hết rồi. Này cũng khá là vui, được không có cá to, không có lươn to, không có rắn, nhưng mà được cá sạch như này là cũng khá là vui rồi nha mọi người. Hổm gài thì không có thăm, sức khỏe cũng kém, bỏ tới giờ thì cũng gần mấy rồi, khá là mệt. Trời hiện tại giờ trời cũng lâm râm muốn mưa rồi nha mọi người, trời nó tối thui rồi kìa,
Thôi bây giờ hai má cũng khá là mệt. Nhìn nhìn cái cục lưới này, cái túi lưới này mắc cười quá à. Lúc á, lúc nó hổm thì hai má không có cái túi lưới này thì dính lươn dính rắn nhóc hết trơn luôn, dính hoài luôn. Còn bây giờ có cái túi lưới này, mua được cái túi lưới này á, để dành đựng rắn đựng lươn ra thăm thì lại không dính một con nào cả. Thì cái chuyện rất là khôi hài em người, rất là kiểu như nó cái như gặp hoài trong cuộc sống hoài, cần thì không có đâu, cái chuyện không cần thì lại có. Khá là mệt. Thôi bây giờ hai má cũng không biết nói gì thêm, thì cũng cảm ơn mọi người đã xem tới giây phút này, xem nãy giờ tới tới đây rồi. Thôi hai má cũng chúc mọi người một ngày mới vui vẻ và thành công trong cuộc sống nha mọi người. Thôi giờ hai ngót chào mọi người nha, hẹn gặp mọi người ở một cái video kế tiếp, một cái video thể là nấu ăn hay là bắt con này con kia nữa, thì hai ngót sẽ không có nói trước, không có biết trước. Bây giờ chỉ tắm mọi người, nó mệt. Bây giờ chào mọi người nha, bye bye.